Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái khung cảnh về cái chợ hoa Tết ở Quy Nhơn nha, và một số cảnh ở Quy Nhơn luôn. Rồi, bây giờ các bạn cùng theo dõi video nha. Rồi, đây là cái quán trường ở Quy Nhơn này các bạn. Ở chỗ này thì năm nào cũng làm những cái con linh vật của cái năm đó. Ví dụ như năm nay là cái con trâu này, người ta làm hình của con trâu. Đó, các bạn thấy đẹp không? Và ở đây thì người ta chụp hình rất là nhiều. Và đây là cái khung cảnh của cái chợ hoa ngày Tết này các bạn. Đây là cái đường Nguyễn Tất Thành. Năm nào cũng phải, ở chỗ này thì hoa là đông nghẹt luôn. Và người ta tới đây để chụp hình rất là nhiều. Đó, hai bên đường là bên nào cũng có đầy hoa hết đó các bạn. Bây giờ mình quay một bên nha, xíu nữa mình quay lại cái bên kia nữa.
Ở đây thì những cái bạn trẻ chụp hình rất là nhiều, mà không riêng gì những bạn trẻ mà những cô chú lớn người ta tới đây chụp hình rất là nhiều. Người ta mặc áo dài này, áo truyền thống của người Việt Nam, mình cảm thấy rất là thích thú về những cái hình ảnh này. Và chỗ này là cái khu mà người ta thường hay hát bài chòi này. Bài chòi là một đặc sản của Bình Định mà. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh của mình sẽ quay những cái cảnh thú vị ở Quy Nhơn cho tất cả các bạn cùng xem nha.